Em. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Trong khi tôi mặc cái bộ đồ sang trọng như vậy nè, anh dẫn tôi đi ăn cái quán gần lề đường là sao? Tại vì anh nghĩ là trước đây nè, em ăn cái quán này em khen ngon, cho nên bây giờ sinh nhật em anh dẫn ra đây. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của tôi, anh biết không? Tôi đã tốn biết bao nhiêu tiền để chuẩn bị ngày hôm nay, vậy mà anh dẫn tôi đi ăn như vậy. Tôi tưởng là mình sẽ được ăn cái nhà hàng sang trọng nào đó. Đêm tôi còn chụp hình check in cho bạn nó coi. Rồi bây giờ tôi chụp hình sao cái quán này? Anh xin lỗi, em thông cảm cho anh đi. Tại vì bây giờ anh cũng chưa nhận được lương nữa. Không mấy mình ăn đỡ ở đây nha. Vài bữa nữa anh nhận lương xong anh dẫn đi ăn nhà hàng bù. Bù? Trời đất ơi, anh bù. Vậy rồi hai cái sinh nhật của tôi coi như bỏ hả? Thiệt tình luôn á, tôi chịu đựng anh hết nổi rồi đó. Ngày nay anh bắt tôi hả, cứ phải chịu đựng một cái con người mà nghèo nàn như anh hoài vậy sao hả? Thôi, chia tay giùm cái đi. Em. Ủa, chú. Sáng chạy được mấy cố rồi mày? Dạ, con thức từ 4 giờ sáng tới giờ. Con chở mấy người đi công tác sớm á, chạy cũng được kha khá rồi. Cũng chịu cày cuốc dữ ha. Dạ, phải cố gắng cày chứ sao chú. Kiếm tiền đừng còn đi học nữa. Ủa, mày học ngành gì vậy? Dạ, con học thiết kế đồ họa. Cố gắng đi học, đằng sau này có công việc ổn định, chạy xe ôm công nghệ nhiều hoài, con thấy không khả thi. Còn trẻ mà nghĩ đến tương lai được vậy tốt lắm, cố gắng lên. Chứ tao thấy chạy xe công nghệ vậy chỉ đủ sống qua ngày thôi mà. Dạ, con biết rồi, cảm ơn chú. Ủa, chị Thanh à. Dạ. Cái dự án vừa rồi em trình bày bản thiết kế đó, khách hàng rất là hài lòng và ưng ý, sếp khen em nhiều lắm đó. Vậy hả chị? Ừ. Còn không mau khao trà sữa chị đi chứ. Trời ơi, tưởng gì, cái đó là chuyện nhỏ thôi. Em sẽ bao chị một ly trà sữa khổng lồ full topping luôn, được không? Nhưng mà còn một chuyện này quan trọng hơn nữa nè. Dạ, chuyện gì nữa chị? Đó là giám đốc đã quyết định tuyển thẳng em vào công ty để đảm nhiệm vai trò thiết kế chính cho dự án lần này. Em không còn phải là nhân viên thực tập nữa rồi. Thiệt hả chị? Đúng rồi. Yes. Vậy cuối cùng ước mơ cũng thành sự thật rồi. Anh đừng mà anh ơi. Cái thứ hãm tài như mày. Anh ơi, em xin anh á, anh đừng có đuổi em đi mà, anh đuổi em đi em biết đi đâu. Anh. Là đàn ông, đừng có động tay động chân với phụ nữ như vậy. Có chuyện gì từ từ giải quyết. Cái loại hãm tài như nó, cần gì nhẹ tay. Cái thứ ăn ở không ở nhà còn đú đẫn với trai tao chưa giết nó là mai rồi. Nè, nếu mày thích á, tao tặng nó cho mày á, nuôi đi. Anh, em xin anh. Đúng rồi. Bi. Nè. Anh. Nhi. 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 Nhi ơi. Nhi. Nhi. Đừng cố ăn miếng cháo nha. Sao lại ra nông nổi như thế này hả Nhi? Từ lúc em chia tay anh, em quen và cưới nó. Em nghĩ nó giàu nên em có thể nương tựa được. Nhưng em không có ngờ là từ khi mà em cưới nó đến bây giờ là ngày nào nó cũng đánh em hết á. Vui nó cũng đánh, mà buồn nó cũng đánh. Nó nói á, em là sao chổi, tại do em á mà công ty nó không phát triển được. Rồi nó còn gán ghép em á là đi với trai, để nó đuổi em ra khỏi nhà. Đúng là hình đàn ông khốn nạn rồi. Sau 5 năm anh khác quá. Rồi công việc anh sao rồi? Cũng nhờ em chê bai và hắt hủi anh. Sau thời gian đó anh vừa học vừa làm. Bây giờ anh là thiết kế đồ họa của một công ty, công việc cũng ổn định, sống cũng thoải mái hơn. Cũng may là bước được cùng như vậy lại có anh giúp đỡ em. À, bác sĩ nói em chỉ bị sốc tâm lý nhẹ thôi, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe. Còn tiền viện phí anh đã đóng rồi, em không cần phải lo nữa đâu. Cố gắng nghỉ ngơi đi. Bây giờ anh có việc, anh đi trước. Khi nào rảnh thì anh sẽ vô thăm em nha. Anh Khanh, sao anh tốt với em quá vậy? Hay là mình quay lại với nhau được không anh? Em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Tốt với em, chắc chắn em phải tốt rồi. Bây giờ chúng ta không quen nhau nữa thì coi nhau như là bạn cũng được mà, đúng không? Còn việc mà quay lại, anh xin lỗi.
Anh không thể đâu. Đây là card visit của anh và một ít tiền anh để lại cho em. Có cần gì nữa thì gọi cho anh nha.